tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah yeah, có đâu xa xôi tình thân, ở cạnh bên ngay mình thôi, rồi mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn dâu đôi khi ta giận hờn, yêu làm nhau cho nhau biết bao là ăn chăng. Bằng lát trên gần đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tiền cùng một ai sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Bà con xa cũng bằng lát trên gần đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tiền cùng một ai sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Chị Ngọc ơi, đây nước đây nước đây, xin lỗi làm hơi chậm. Người mà ích kỷ vậy trời. Sao tự nhiên hôm nay thái độ gì lạ lùng vậy? Thái độ vậy mà cứ lạ lùng. Trời ơi là trời luôn á. Người mà kỳ cục quá. Bà nói chuyện một mình mà bà không cho người ta nói bà lạ luôn trời. Thì giờ không ai nói chuyện mình phải nói chuyện mình thôi chứ sao. Thì tự nhiên kêu lạ lùng. Người gì mà khó ưa kỳ cục ích kỷ. Ê chị, bỏ đi đứa xuống nói chuyện chơi. Vậy em đồng ý là từ lúc em có chồng có con tới giờ em điềm đạm hơn nhiều, nhưng mà điều đó nó không đồng nghĩa với việc là em chấp nhận người ta nói xiên nói xỏ nói xéo em như vậy nha. Có gì nói thẳng nè. Ai nói gì em đâu chứ gì nữa, chị mới vừa nói em á là ích kỷ vô duyên gì đó mà. Chị nói á, chính miệng chị nói mà. Em vừa bưng đi nước đi cho chị là chị nói câu đó liền. Chẳng khác nào chị nói là em bán nước cho chị vừa mắc mà vừa dở mà vừa ít nữa. Em nói nghe nè, cái ly nước này nó vô đúng trường hợp, chị chửi đúng. Nhưng mà em nghĩ sai người rồi. Bà nói cái gì cho tôi dễ hiểu được không? Bà ở trển bà rớt xuống hả? Bây giờ bà vô vấn đề giùm tôi đi, vụ gì sẽ ra. Chị kể em nghe nha. Em phải tức giùm chị. Tức giùm chị? Tại vì chị tức quá nên chị phải uống nước. Chị uống nước để cho chị đỡ tức, mà cuối cùng chị uống nước của em chị cũng không đỡ tức luôn. Nhưng mà cái vụ gì? Cái vụ của ai? Chuyện của chị. Của chị với ai? Jessica. Ê nó nghe nè, nó nghe nè. Không biết là cái vụ của chị Ca nó không liên quan tới cái ly nước của em. Tại vì bả là cái ca, còn này là cái ly, hiểu không? Không có đá động gì vô á mà liên quan nhau đó. Thì đâu có ai nói về cái ly nước của em đâu. Cái vấn đề là tại chị tức thôi. Bây giờ chị kể cho em nghe nè. Chị kể mà em không tức là chị làm con em luôn á. Bây giờ chị kể đi chứ bình thường chị cũng đâu phải làm má em đâu. Thì bây giờ chị kể nè, giờ em sao? Không thì em nhận em rất là điềm đạm lắng nghe chị nói. Nhưng mà nếu như chị thái độ với em vậy nữa là em bắt đầu tức á. Jessica đó, vậy này làm vlog đó. Thì sao? Chị xin vô. Xin vô để chị được quay chung. Mà thấy chị cái là chặn chị ra. Chị kỳ cục chị, mấy người này kỳ cục hiển. Người ta cũng muốn giúp đỡ người ta vô để người ta tạo điểm nhấn cho mà. Thiệt luôn á. Người gì mà sống ích kỷ, sống gì mà sống được á. Sống cho mình nó sống không có nghĩ cho người khác á. Hay là tại vì chị phát hiện ra là chị nói xấu chị cái gì đó cho nên chị ghét chị chặn hay sao? Không hề. Em biết rồi đó, giờ tính chị như thế nào em biết rồi đó. Lúc nào chị cũng hòa nhã yêu thương với tất cả mọi người. Thì làm sao mà có xích mích được chứ. Trời ơi mặt chị kìa. Chị cần em thuật lại cho chị nghe không? Lúc này tôi cũng hòa nhã và yêu thương với tất cả mọi người đó. Cái mặt chị sân như vậy đó chị. Vậy mà chị nói là hòa nhã và yêu thương ai? Hồi đó giờ em chỉ thấy chị sân si, sảnh sẻ và xích soạn thôi. Ê nói nghe nè, em có thích ăn cá viên chiên không? Em làm gì em xiên em xỏ gì dữ vậy? Nãy giờ chị đang kể chuyện của chị á. Em đâu có xiên xỏ gì đâu. Em chỉ thấy là chuyện này rất là buồn cười. Người ta không có cho mình vô cái vlog của người ta thì thôi mình đi ra. Mình có liêm sĩ mà đúng không? Làm gì cần mấy người đó. Nhưng mà em nè, em đâu cần. Ủa sao vậy? Hôm bữa là chị có nhắn với em là chị muốn em nha. Em xuất hiện trong cái vlog của chị đó mà em không biết chịu. Trời ơi trời, em biết Jessica là một người rất là nổi tiếng không? Em chỉ cần hả em lướt qua thôi, em lướt qua thôi cũng nổi tiếng. Lướt qua như hồn ma bóng quế vậy hả? Không có cần mấy cái hình ảnh hồn ma đó, dứt dưỡng đó hiểu không? Em kỳ quá à. Bây giờ nè, bây giờ ví dụ như em qua vlog đi rồi em nổi tiếng đi. Em nổi tiếng xong quán của em nổi tiếng luôn. Quán em nổi tiếng xong là người ta kéo tới người ta uống. Là em sẽ có rất là nhiều tiền. Người ta uống người ta em sẽ bán được rất là nhiều, hiểu không? Ghê quá à, đúng là chị giờ này chị thông minh quá ha. Chứ làm sao em? Chị giống như là người phụ nữ của gia đình nó tính toán ghê quá à. Trời đất ơi, đúng rồi. Nhưng mà em không cần.
Vấn đề là tại vì cái quán của em á, thực chất là nó đã đông rồi, nó rất là nhiều cư dân xuống đây uống, hiểu không? Bây giờ mà nó có đông thêm nữa thì em lại tốn công em quản lý, rồi nhiều khi em quản lý không tốt thì em mang tiếng mang tai nữa. Em đúng cái kiểu mà giống như là cờ tới tay mà không chịu phất, em hiểu không? Thì sao á, nếu như mà thật sự em muốn nổi tiếng cái dạng vậy nha, em nhờ mấy hoa nhà em. Rồi dù gì nó cũng là diễn viên có tiếng chứ bộ, đâu phải là Jessica người bình thường mà là quay vlog là nổi tiếng đâu. Ờ ha. Ê, mà chị có ý này nè. Ý gì? Bây giờ nha, giờ chị vô vlog của Jessica, Jessica không cho đúng không? Ờ đúng. Bây giờ chị sẽ làm cái vlog riêng của chị. Rất thông minh. Mà chị phải lấy cái hình ảnh mà Jessica đang cần. Rất thông minh. Đó, đó. Hình ảnh ha. Ờ, nó ủa đâu rồi? Đâu rồi? Cái gì đâu? Nha. Đấy. Hình ảnh của chúng ta cần trong này hả? À. Đúng rồi. Tao tạo dáng gì coi coi. Sao? Trời ơi đẹp cái. Ủa tạo dáng gì? Ồ đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi đúng rồi. Em làm gì đó? À, đúng rồi. Ê khoan. Cái gì vậy? Chưa được tấm nào hết trơn á. Ý chị nói là chị lấy hình của em rồi chị đăng cái vlog của chị hả? Không nha, tránh ra nha. Đi ra nha. Không nha, tôi quạo tôi cộng chửi nha. Cái gì vậy? Tôi không có cho chị lấy bất kỳ tấm hình nào của tôi hết đi cho. Cái đó là xâm phạm quyền cá nhân của người ta nghe cho. Ủa chị thấy có sao đâu. Có sao cái gì, xóa liền cho em. Thôi đừng có chơi. Đi ra, tránh ra. Trời, xong. Tôi đã có hình của tôi muốn rồi. Ủa. Ê, chị đừng có nói là chị chụp lén em nha. Ủa Jessica, có hình đó. Có hình cho coi á. Nè, đẹp không? Ủa, chụp nhã hơn hả? Ừ. Sao không có tôi? Là chị? Đó, không thích. Gì kỳ hả? Ừ. Tự nhiên chụp nhã hơn mà chụp tôi. Tôi chụp nhã hơn thôi, tôi chụp bàn chứ. Trời đất ơi, chị còn mở miệng nói chị nói gì chụp em đó hả? Chị xá liền em đây. Ôi, cái tấm hình thôi mà. Sao mà bà mở miệng đó xử gì cùng đó? Không phải, tại vì vlog của tôi á là chỉ dành cho những cư dân hiện đại thôi. Tôi chụp bà chứ. Ôi, bà, tôi nói bà nghe nha, bà thiếu tôi là bà thiếu một cái điểm nhấn đó. Một cái điểm đặc trưng cho cái clip của bà. Ủa, tính chiếm 6 vlog của tôi hay sao vậy? Mà đòi làm điểm nhấn, một mình tôi làm điểm nhấn được rồi. Vô duyên à. Ồ, nặng nỉ chụp tôi. Không, đúng nhã hơn, chị không có nên hả chụp ngập lên vlog của chị đúng không? Không. À, đúng rồi. Đúng rồi. Sao vậy? Ủa em nghĩ là chị nên chụp ngọc trong vlog của chị hả? Ừ. Ý của em á là chị không được lấy hình ảnh của em để vô trong cái vlog của chị hiểu không? Xóa liền cho em đi. Thôi. Trời, có tấm hình thôi mà tiếc chị sao? Đúng rồi, em tiếc lắm, em rất kỹ lắm. Bây giờ chị xóa không? Chị không xóa là em quạo, là em cọc, là em quýnh chị á. Ừ. Xóa không? Làm gì dữ vậy? Xóa không? Rồi xóa nè. Xóa liền. Đâu, được coi, xóa chưa? Xóa chưa? Đó. Bấm xóa lên chưa? Đó, xóa rồi đó. Được, khoanh tay xin lỗi đi, về đi. Trời ơi. Nhanh lên. Xin lỗi. Ôi, ngu xào xá, nãy có trong bộ nhớ. Chị giỏi là em hả? Chị về nha. Tôi cái bà này thiệt luôn á. Còn chị nữa. Gì? Nội đi làm cái gì? Cái gì? Chí đi bà. Xá hình của em nhìn em coi. Ai rảnh? Chị dí hay đi kêu ba chụp hình cho chị chứ. Ai? Có hình em làm sao? Ai cái bà kia? Ai chụp tôi với rồi. Rồi bây giờ tiền nước ai trả? Ủa? Phước? Ê, nói nghe nè, đi chụp tấm hình cái coi. Ừ, chụp đi. Thiệt, làm kiểu đẹp đẹp nha. Rồi, để chụp tấm hình nha. Rồi, cảm ơn nha. Tối nay tôi sẽ đăng lên vlog của tôi. Để tôi, để coi ghi tiêu đề gì ta. Ồ, lại sao? Lại cái hình nãy đăng lên vlog vậy hả? Đúng rồi, trời tôi đăng hình ông lên vlog của tôi á, thích lắm phô. Thôi. Thôi cái mặt biết thích mà đừng có xạo. Cái mặt này thích á hả? Thì mặt thích chứ gì nữa, ai mà không thích lên vlog của tôi. Ôi đừng đăng, trời ơi, xóa đi. Gì vậy? Làm gì vậy? Sao ông với nhà Hân giống nhau vậy? Sao ai cũng chê hai vợ chồng nhà này á, chê lên vlog của tôi là sao? Biết vlog của tôi hot lắm không? Ai cũng muốn được lên đó. Ủa là Nhã Hân chịu lên vlog đó hả? Không. Dễ chị chịu. Mới chụp lén. Trời. Trời ơi. Lén lắm hả, mới chụp chạy gần chết luôn á. Chắc giờ nãy nó chửi quá trời luôn á. Quê. Nếu mà vậy á là coi chừng bị phạt đó nha. Gì? Tự nhiên phạt. Vậy là vi phạm pháp luật á.
Chụp hình có chút xíu mà làm gì vi phạm pháp luật. Tôi nói cho nghe nè, nếu mà tự ý sử dụng hình ảnh của người khác á là mình đã bị vi phạm pháp luật rồi đó. Cái tội này phạt cũng mấy chục triệu á chứ không ít đâu. Mà đem cái hình ảnh đó đi kinh doanh hoặc là sử dụng với một cái mục đích khác á là còn nặng nữa. Gì ghê vậy, thiệt á hả? Đúng. Ôi, vậy thôi thôi, xóa. Chồng thôi chỗ nó kiện tôi chết liền luôn á. Ê, sẵn xóa hình tôi luôn á nha. Không lẽ anh định kiện em hả? Kiện chứ, trời ơi, anh mà kiện em là em xong luôn á. Hối, gì mà chán quá vậy? Vậy tính ra là tôi này không có cái gì để đăng á. Có tôi nè. Không. Chồng tôi